Xin chào các bạn. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo ra một cái site policy miễn phí, hoàn toàn miễn phí cho ứng dụng của bạn để khi mà up lên trên CH Play một cách nhanh nhất. Thì đây là một cái cách khá là tối ưu về thời gian. Bạn copy cái site là site.google.com. Thì mở ra ha. Mở cái site googleplay.com ra, sau đó mình chọn OK. Bạn kích vào cái nút cái hình dấu cộng, bắt đầu một trang mới. Trong phần này thì mình sẽ gõ một cái giao diện giống như một cái giao diện tạo ra một cái web page, thì rất là dễ ha, rất là dễ để tạo ra một site. Thì bây giờ mình chuyển sang ở bên chỗ cái site này. App Privacy Policy Generator, thì cái này là một cái form để mình điền tất cả những thông tin để mình generate nhanh nhất. Trong phần này mình đã soạn ra hết tất cả những cái thông tin, những developer name, app name, Gmail. Đấy, thì trong phần này app name thì mình sẽ đặt cái tên ứng dụng ha. Còn cái contact information thì mình sẽ điền cái Gmail của mình vào. Rồi, mình dán cái Gmail vào đây ha. Còn cái ô thứ ba thì mình bỏ qua, ô này mình không cần thiết. Đến cái phần add type thì mình sẽ chọn loại free, bởi vì mình làm các loại app về miễn phí nhưng mà gắn quảng cáo, thì cái này tùy theo những cái loại ứng dụng của bạn để mình chọn phù hợp. Còn Mobi OS thì mình chọn là Android, mình làm ở trên cái nền tảng Android là chính ha. Rồi sau đó là trong cái owner type, thì trong cái thằng này á, thì mình sẽ chọn là individual, là một loại tài khoản cá nhân, thì nó sẽ hiện thị lên một cái ô nữa là developer name. Thì mình sẽ copy cái developer name của mình vào. Thì đây là cái tên của trong cái khi mà các bạn tạo tạo ạc á. Sau khi điền xong thì mình click vào trong nút bên trái người tên, thì nó có một cái form như thế này. Thì mình trong phần include link của những cái bên thứ ba, chẳng hạn ví dụ như là Google Play Service, mình tích chọn sẵn này, mình chọn AdMob và Google Analyst, Fairway Analyst đó. Rồi ở dưới nó có rất là nhiều cái bên thứ ba, thì mình có thể là tích chọn, mình có làm app login này, mình có làm app login thì mình chọn app login, sau đó mình chọn next. Rồi thì như vậy nó mình sẽ click vào privacy policy, cái nút màu xanh này, thì nó sẽ hiện thị ra một cái nội dung của privacy policy của một ứng dụng này. Nó có đầy đủ cái tên ứng dụng của mình nhập vào trong cái form đầu tiên đấy. Rồi thì như vậy thì nhiệm vụ của mình sẽ copy hết tất cả những cái nội dung này ha, copy hết luôn, sau đó là qua bên cái site google.com á, thì mình sẽ kích vào chọn là hộp văn bản đấy. Thì sau đó là trong phần hộp văn bản hiện ra, mình dán hết tất cả nội dung này vào ha. Thì như vậy là mình có được một cái nội dung của cái site privacy policy rất là hoàn thiện ha. Sau đó là cái phần đến cái phần tiêu đề trang, thì mình sẽ copy cái privacy policy của Mobi, cái tên ứng dụng của mình phía dưới dán vào đây, hoặc là các bạn tự điền ha. Trong phần này mình sẽ chỉnh chu một xíu. Rồi ok, mình chỉnh lại cái size chữ nó to hơn, nó rõ hơn ha. Rồi sau đó là mình chọn cái center đó, chỉnh chu một xíu ha. Rồi mình copy cái mai mà ví dụ copy cái tên ứng dụng của mình và dán vào phía trên đây này. Mình có thể là tải cái icon app của mình lên để mà làm cho nó cái size nó chuyên nghiệp hơn ha. Cái biểu tượng và cái biểu tượng ở trên một cái website ha. Rồi, sau khi xong rồi á thì mình sẽ chọn cái, để mình dọn lại, chọn cái nút công bố ở bên trái đó. Thì trong phần công bố cái bảng nó hiện lên, thì mình sẽ chọn cái địa chỉ của web ha. Mình sẽ nhập vào cái nội dung, cái link đó, thì nó phù hợp với cái tên ứng dụng của mình ha, là được. Thì ok, như thế này là ok rồi. Rồi sau đó mình sẽ chọn cái phần
cộng 4 ha. Rồi, sau khi chọn combo xong rồi thì trên nút combo đó là mình sẽ chọn xem trang web đã xuất bản. Đây, đây thì như vậy là mình đã hoàn thiện xong cho các bạn về cái một cái site privacy policy cho một cái ứng dụng cụ thể để mình up lên trên Google Console, Google Play cho nó nhanh ha. Sau khi tạo xong thì mình dán cái URL vô rồi vào ở trong cái Play Console, mình vào trong nội dung ứng dụng ha, gọi là app content. Rồi sau đó mình chọn cái phần là chính sách quyền riêng tư, chọn cái nút bắt đầu của, rồi sau đó mình dán vào thôi. Thì như vậy là mình đã xong cái phần là cái link site, mình xong về phần là cái site policy của app của mình rồi. Ok rồi.